Thưa quý vị, mặc dù đã có nghị định quy định rõ nhưng tình trạng để chó thả rông tại Việt Nam vẫn diễn ra phổ biến ở cả vùng nông thôn lẫn ở các đô thị lớn. Chính việc thả rông này đã gây ra nhiều vụ việc chó tấn công người, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Điển hình như vụ việc đàn chó tấn công khiến một bé trai 7 tuổi tử vong ở Hưng Yên mới đây. Theo các luật sư, nếu để xảy ra chết người, các cơ quan chức năng hoàn toàn có quyền truy cứu trách nhiệm hình sự đối với chủ vật nuôi này. Vậy cụ thể thì mức xử phạt như thế nào? Mời quý vị theo dõi trong tiểu mục vấn đề hôm nay ngay sau đây. Biển cấm dắt chó vào công viên. Thế nhưng, những con chó này vẫn được chủ nhân của nó thả vô tư mà không có bất cứ lực lượng nào xử lý hay nhắc nhở. Theo Nghị định 90/2017, trên NDCP, chó nuôi ra đường phải có rọ mõm và trông coi cẩn thận. Mức phạt nếu vi phạm có thể lên tới 600-800.000 đồng. Tuy nhiên, việc xử phạt là không hề đơn giản và hiện nó vẫn là mối lo sợ của rất nhiều người dân. Có thấy cái lực lượng nào kiểm tra xử phạt ở đây? Không, đúng rồi. Đây chứ bảo vệ một đồ cũng tỏ cái nào mà phạt này. Cái tình trạng mà chó thả rông mà không có rọ mõm gây nguy hiểm cho cả người lớn lẫn trẻ em. Đặc biệt là khi mà nó chạy ra đường còn ảnh hưởng đến tham gia giao thông của mọi người khi tham gia giao thông trên đường. Mọi người thả rông chó rất nhiều và không có rọ mõm. Chó nhỏ không sao, không chó lớn. Đấy, các tỉnh rồi ở đây cũng rất nhiều các cái việc mà chó cắn người rồi. Chế tài thì đương nhiên là gì là mình phải tăng lên. Vì thực ra mà nói là cứ để như thế thì còn rất nhiều những trường hợp tương tự là sẽ xảy ra. Theo thông tin từ Cục Thú Y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, đến nay chưa có một trường hợp người nuôi chó thả rông nào bị xử phạt, dù chúng ta đã có chế tài rõ ràng. Chính điều này đã khiến cho tình trạng chó thả rông vẫn ngày một nhiều và cũng dẫn đến nhiều vụ việc đau lòng. Tại sao lại như vậy? Luật sư Trần Nam Long, Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết. Nghị định 90/2017 có hiệu lực đấy. Thì pháp luật đã giao cho rất nhiều lực lượng có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính. Và điều đó dẫn đến là tình trạng là cha chung không ai khóc, tức là không có một lực lượng nào là chủ công trong cái vấn đề này cả. Và do đó mà cái tính hiệu quả nó không cao. Theo nhiều luật sư, tùy tính chất của từng trường hợp, ngoài xử phạt hành chính, các cơ quan chức năng hoàn toàn có thể áp dụng truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các chủ vật nuôi này. Tùy từng trường hợp và tùy vào cái diễn biến cụ thể của từng vụ việc mà các cơ quan chức năng sẽ phải có một cái áp dụng các chế tài một cách nghiêm khắc nhất. Tôi không loại trừ ở đây cái khả năng có thể khởi tố một vụ án hình sự liên quan đến lỗi vô ý trong cái trường hợp này. Bởi vì chúng ta đều biết khi nuôi chó ở đâu đó vẫn được coi là một dạng trong cái gọi là nguồn nguy hiểm. Bởi vì có thể tấn công con người bất cứ lúc nào. Thưa quý vị, quy định đã có, chế tài xử phạt cũng đã rõ ràng. Thế nhưng, khi sự việc xảy ra thì lại xử lý quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe, dẫn đến nhiều chủ nuôi vẫn tiếp tục để chó thả rông và nhiều vụ việc đau lòng có thể sẽ vẫn tiếp tục xảy ra. Và phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.